Em xin được chào cả nhà nhá Chào tất cả anh chị em yêu quý cổ vật nhá Thì đây là những cổ vật là em đi siêu tầm đi làm được Thì em làm cái video lên để làm kỷ niệm Thì đợt này là em sẽ bán một số này cho anh em về chơi là một số em đã bán rồi là em bán như những video trước là em có lên là cả những cái ấm những cái đĩa cũng tương đối là đẹp là em cũng đã giao lưu rồi thì còn đây là những số này thì em cũng chuẩn bị đóng hàng và giao cho khách thì em làm video lên cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng Uh, siêu phẩm đẹp và em uh, giữ lại để chơi thì em uh, những cái uh, một số những cái uh, bát kia là em bán rồi thì em uh, còn uh, để lại cái này cái này uh, trong con mắt em là nó là hàng là siêu phẩm nhá đấy đối với em nó là siêu phẩm theo nhiều anh em dân chơi đồ cổ nó chỉ là hàng phố thôi Đấy. nó chỉ là hàng phố thôi, nó không à, phải là hàng à, đồ cổ ấy thì nó phân chia làm ba, thứ nhất là ngự dụng, thứ hai là quan dụng và thứ ba là dân dụng. thì đối với cái siêu phẩm của em đây, nó là thuộc à, hàng thứ ba, nó là dân dụng nha, đấy gọi là dân dùng. Còn hàng thứ hai thì nó là là quan dùng và hàng đỉnh thì nó là hàng vua dùng, ngư dụng. Đấy. Được như cái của em này thì là nó là hàn hảo nhưng mà nó không phải là hàng quan hoặc là vô dùng, nó là hàng phố, hàng dân thôi. Gọi là dân dùng loại bát này thôi, nó không phải là hàng quan. Tương đương với lại hàng quan ấy thì nó sẽ thiếu những cái con rồng, con phượng có thể là vẽ người hình người con chim các thứ còn là hàng vua dùng ấy ngự dụng ấy, thì hay uh, theo rồng theo rồng theo những cái con là uh, lần hóa rồng còn uh, đây nó chỉ là hàng uh, bình dân thôi hàng phố thôi Đấy, nhưng mà nó đẹp theo con mắt nhìn nhận của em là những cái uh, nước men và màu tràm chim của nó rất đẹp đấy em cùng cả nhà cùng là thưởng lãm nha còn những cái số kia là em em cũng giao lưu rồi thì em đây là em còn để lại cái này giá cả nó không ưng ý thì em để lại chơi đấy được ngắm có loại bát đẹp lành trong veo không một cái tật lỗi gì cả nhà nhá không tật lỗi gì đấy không tật lỗi gì luôn đẹp như là hàng mới ra lò đấy cả nhà đấy trước em có lên video này có bác bảo là hàng mới trôn xuống lại đào lên hàng này hàng mới hàng mới làm đấy thì theo kinh nghiệm của em ít ỏi thì cũng học hỏi nhiều bác có tuổi trường tuổi đời kinh nghiệm thì em học hỏi được thì theo suy nghĩ của em là cái bát này nó rơi vào khoảng độ tầm 300 năm hơn 300 năm thôi đấy đời nhà Minh cuối Minh đầu thanh thế kỷ thứ 18 thế thôi nhưng mà tìm được cái bát thứ hai thế này khá là khó nhá em nghĩ là trong đất nước Việt Nam là không có đâu đấy có cái bát thứ hai thế này là em nghĩ là không có em chưa thấy nhưng mà em thấy thì em bảo là có đấy em mời cả nhà cùng thưởng lãm nha đấy, rất đẹp đây này các bác có những cái bát là lại loại bát nó như thế này này đấy các bác thấy màu này nó kém hơn chưa đấy nhưng mà cái này em giao, lưu rồi giá cả nó phải chăng thôi đấy các bác có những cái bát này này đấy đấy nó không thể là siêu phẩm được cả nhà nha. nó không thể siêu phẩm như cái này được đấy các bác nhìn nó khác hẳn chứ đấy thấy chưa rồi em mời cả nhà cùng thưởng lãm siêu phẩm đấy, rất đẹp đây chuẩn đế đây đấy màu của nó trong bóng khỏe trôn đế đây vành đây màu hồng hồng ngà voi đây đấy ba bốn trăm năm đấy này này màu mực chìm này rất là tuyệt vời đấy nâng niu cái này thì trên thị trường đất nước Việt Nam em chưa từng gặp cái như thế này đâu em chỉ gặp những cái dạng như những cái kia đây gặp nhiều nhưng mà cái đẹp như thế này là không có đấy, rồi em xin được chào cả nhà nha đấy em cùng mời cái nhà cùng thưởng lãm vậy thôi rồi em xin được chào cả nhà